Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế và đây là Apple Update. Đầu tiên sẽ là những thông tin về vụ việc Apple bị kiện tại Ý. Apple thì đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Ý và một tổ chức có tên là Euroconsumer, là một tổ chức người tiêu dùng tại châu Âu đã đặt vấn đề là yêu cầu Apple phải bồi thường cho việc là những chiếc iPhone 6 của họ đang bị tổn hại về pin. Al Pushman là người đứng đầu về mảng chính sách cũng như thi hành của tổ chức Euroconsumer cập nhật thêm rằng những người khởi kiện Apple là những người dùng chiếc điện thoại iPhone 6. Họ mong muốn được sử dụng một sản phẩm có giá trị bền vững, nhưng mà điều này lại không xảy ra trên chiếc điện thoại iPhone 6 của họ. Và những cái vụ việc liên tiếp cũng như tương tự xảy ra tại Bỉ và Tây Ban Nha được ghi nhận. Và tổ chức Euroconsumer này họ cũng đang lên kế hoạch để triển khai một vụ kiện tại Bồ Đào Nha sắp tới. Và trước đây thì Apple cũng đã gặp những trường hợp tương tự tại Mỹ khi mà không minh bạch về hiệu suất pin. Cụ thể là khi người dùng cập nhật lên những phiên bản phần mềm cập nhật mới thì hiệu suất của điện thoại lại bị giảm. Và Apple tại bang California cũng đã từng phải đền 113 triệu đô la cho các cơ quan có liên quan để giải quyết vụ kiện trên. Về phía Apple thì người đại diện cho rằng Apple luôn muốn sản phẩm của họ trở nên tốt và tốt hơn, đặc biệt là củng cố các trải nghiệm sử dụng cho người sử dụng. Và tất nhiên là hiệu suất pin là một trong những thứ mà họ luôn cố gắng không thể thiếu. Tiếp theo là thông tin về bản cập nhật mới iOS 14.4 hiện đã có một tính năng khá thú vị. Đó là khi người dùng sau khi cập nhật lên bản cập nhật này, thì trong phần kết nối Bluetooth, Apple sẽ cho phép chúng ta có thể phân loại các nhóm thiết bị âm thanh, chẳng hạn như là car stereo hay là hearing aid speaker, vân vân và vân vân. Và với việc phân loại này thì sẽ giúp Apple có thể nắm được chính xác nhận diện các sản phẩm để từ đó đưa ra những cái khuyến nghị cũng như là thông báo chính xác mỗi khi mà phát hiện âm quá mức cho phép trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Về việc phân loại các thiết bị đã kết nối thì anh em chỉ cần vào phần cài đặt, sau đó đến phần thiết bị device, sau đó là chọn chữ Y. Và chúng ta có thể kết nối ở các thiết bị tai nghe hoặc là các thiết bị phát ra âm thanh và chọn theo các mục như là car stereo, headphone, hearing aid hay là speaker. Tiếp theo là một thông tin vui vẻ đến từ bộ phận nhân sự của Apple. Vừa mới đây thì Apple cũng công bố Dan Ritko là người chịu trách nhiệm trong mảng phần cứng của những thiết bị iPhone hoặc là Mac. Vừa mới đây thì đã chuyển sang một bộ phận mới mà theo Apple đó sẽ là một new project, tức là một cái dự án mới của Apple. Và nếu đúng như những dự đoán tương lai tin đồn trước đây thì Apple đang có những dự án như là Apple Car hay là những chiếc kính VR, AR. Và nếu như Dan Ritko chuyển sang một cái dự án mới để thực hiện những sản phẩm này thì đó là một điều rất đáng mong đợi. Cập nhật thêm một chút cho mọi người thì những sản phẩm nằm dưới sự quản lý của Dan Ritko bao gồm những sản phẩm mới gần đây. Chẳng hạn như chúng ta có Apple M1, iPhone 12 với 5G, còn có AirPods Max nữa. Apple Update từ Tinh Tế luôn có những thông tin Apple được giá trị cổ phiếu lên rất cao, chẳng hạn như vừa rồi thì đạt mức 142,92 USD một cổ phiếu và giá trị vốn hóa thì đã đạt 2,4 ngàn tỷ USD. Đây là mức cao nhất mà Apple từng đạt được từ trước đến giờ. Sự thành công này cũng khá dễ hiểu khi mà Apple vừa ra mắt 4 chiếc điện thoại cũng như là những chiếc máy MacBook chạy chip M1 đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như là doanh số từ đó cũng tăng lên. Ngoài ra thì Apple báo cáo tình hình kinh doanh ở quý 1 năm 2021 thì người ta dự trù là Apple sẽ có doanh thu lên đến khoảng 100 tỷ và Apple Amazon cũng được cho biết là sẽ đạt tới mức 100 tỷ trong quý 1 luôn. Và như vậy thì Apple Amazon sẽ là một trong những công ty nằm trong nhóm rất ít những công ty đạt tới mức 100 tỷ một quý. Và cuối cùng là một video hết sức thú vị từ Tinh Tế. Đây là một cái series mà mình nghĩ là mọi người nên quan tâm. Cụ thể là Mốt Tiến đang có một kế hoạch là biến chiếc Mac Mini trở thành một chiếc laptop xách tay bằng cách là đưa nó vào trong một chiếc vali và có thể xách đi làm. Và về việc này thì Tinh Tế đã lên được một video đầu tiên, chỉ đơn giản là về mặt ý tưởng. Nếu như cho bạn nào quan tâm thì có thể xem video cũng như là bài viết chi tiết của Mốt Tiến. Và Mốt Tiến thì cũng có vẽ những cái hình minh họa để cho mọi người xem là các bước thực hiện về việc biến một chiếc Mac Mini trở thành một chiếc laptop như thế nào. Vừa rồi là Apple Update số thứ 28 và cảm ơn mọi người đã theo dõi những thông tin này cùng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.